Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Trịnh Văn Quyết xuống vực sẽ kéo chân những ai rơi theo. Vụ việc bắt ông Trịnh Văn Quyết không đơn giản chỉ là bắt một cá nhân ông Quyết. Lâu nay, những vụ án liên quan tới các đại gia doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thì nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ khởi tố một người. Từ thời những vụ án như công ty Tăng Minh Phụng, công ty Tân Trường Xanh v.v. thì khi ra tòa, số bị cáo thường rất đông và trong đó có cả quan chức cấp cao của nhà nước. Trong mối quan hệ làm ăn phức tạp, một công ty tỷ đô như FEC luôn cần có những cá nhân quyền cao, chức trọng, đỡ đầu. Ở Việt Nam, những công ty bất động sản cỡ lớn không thể không có những mối quan hệ tạo ra những dự án đầy tai tiếng. Nếu nói ở miền Bắc là nơi của Sun Group, miền Nam có Vingroup thì miền Trung có FEC. Tập đoàn bất động sản của ông Trịnh Văn Quyết đã chấm điểm miếng đất nào thì ý như rằng miếng đất đó sẽ được giao cho FEC. Sức mạnh như thế nếu không có sự hợp lực của những thế lực chính trị thì không thể có được. Và để có những sức mạnh này thì rõ ràng ông ta phải hối lộ rất nhiều người. Đấy là những quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản. Cũng tương tự như tình trạng bất động sản thì lĩnh vực chứng khoán cũng như vậy. Nếu không có những quyền lực nhà nước trong Ủy ban chứng khoán của nhà nước tạo điều kiện thì ông Trịnh Văn Quyết không thể thực hiện được bán chui một số lượng rất lớn cổ phiếu như thế. Đây là hình ảnh tên tuổi của 5 nhân vật trong Ủy ban chứng khoán có dính dáng đến vụ bán chui cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết. Theo một số nhà phân tích uy tín thì có thể lần này ông Nguyễn Phú Trọng làm mạnh tay với các doanh nghiệp đang thao túng thị trường. Bản chất thì luôn có hai mặt. Bề ngoài là làm trong sạch bộ máy nhà nước và gạn lọc những doanh nghiệp không đạt yêu cầu cho nền kinh tế. Nhưng ẩn đằng sau đó là ý đồ khác. Ý đồ triệt hạ phe cánh trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc này sẽ còn tiếp diễn cho tới khi nào ông Nguyễn Phú Trọng hết quyền lực. Để đi đến những cú đấm thép vào các doanh nghiệp thì ở Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng cho triển khai cuộc họp với sự tham dự của ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính, ông Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng. Việc rất hệ trọng nên Bộ Chính trị mới họp khẩn với sự có mặt của cả 5 nhân vật lớn này. Và liên quan đến những sai phạm của ông Phạm Văn Quyết. Của ông Trịnh Văn Quyết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xứng tên ông Vũ Bằng, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thành Long, Lê Hải Trà, Nguyễn Sơn chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực chứng khoán theo kết luận nói rằng những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, giảm niềm tin của các nhà đầu tư, uy tín của tổ chức Đảng và Nhà nước, Ban Chứng khoán Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật. Kể từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp lần thứ 13. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì cuộc họp. Đây là cuộc họp theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị mà cụ thể là mệnh lệnh của 5 người quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết luận của kỳ họp có nội dung liên quan đến xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng chính là kết luận của 5 nhân vật quyền lực cao nhất trong đảng này. Đây là hình ảnh cuộc họp của 5 nhân vật quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết luận nói rằng Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số tổ chức cá nhân thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Để một số tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính. Đây là hình ảnh những gương mặt sẽ theo chân ông Trịnh Văn Quyết như thế nào. Các ông như Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trần Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng ủy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Lê Hải Trà, bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên là thành viên phụ trách hội đồng quản trị; Nguyễn Sơn, bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy, cơ quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách và trách nhiệm được giao. Quy trình xử lý kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam vốn rất rườm rà, thường kéo dài một khoảng thời gian rất dài. Ban đầu là xử lý về mặt Đảng, sau đó mới xử lý về mặt Nhà nước. Kinh nghiệm từ những vụ án trước cho thấy, từ kỷ luật Đảng cho đến việc truy tố là con đường dài. Như vụ ông Tất Thành Cang là một ví dụ, từ lúc có quyết định kỷ luật đến khi bị loại khỏi tố bắt tạm giam là khoảng thời gian lên đến 2 năm. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm chỉ mới là bắt đầu. Nếu vụ án này được mở rộng thì 5 người được xướng tên nêu trên sẽ là những con người bị ông Trịnh Văn Quyết kéo theo xuống bờ vực. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang đấu nhau rất dữ dội. Một khi lò của Nguyễn Phú Trọng chưa tắt thì công việc thanh trừng qua những vụ án kinh tế như thế này vẫn còn tiếp diễn, vì nó chính là những sân sau của các ủy viên Bộ Chính trị và các quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tất nhiên cả những ai chọn sai phe đều phải run sợ. Bản chất của nền chính trị Việt Nam là như vậy. Một người đi thì họ cũng kéo cả đồng chí đi theo. Đơn giản vì không có tiêu cực nào họ thực hiện một mình cả. Họ đều làm việc theo nhóm rất nhịp nhàng và từ đó mới có lợi ích nhóm. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin nóng quả báo ập đến Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long đền tội. Đại dịch COVID-19 đã quét đến những tai họa ngoài ý muốn. Tuy nhiên, việc xử lý của Bộ Y tế được các tổ chức cấp tỉnh, thành phố là điều mà nhiều người dân bức xúc. Dịch đến, người dân không có tiền duy trì cuộc sống tối thiểu. Ấy vậy mà quan chức cấp cao, quan chức bộ và quan chức địa phương thi nhau bắt tay với gian thương chấn lột người dân trong lúc người dân đang ngặt nghèo. Đấy chính là tội ác. Những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền, vật tư và tài sản tinh thần của nhân dân rất lớn, gây bức xúc trong xã hội. Người dân cả nước luôn đợi những người này và những kẻ gây ra những đau khổ phải đền tội. Đây là hình ảnh bộ kit test dởm đã gây không biết bao nhiêu sự mất mát, đau thương và chết chóc cho người dân cả nước. Theo báo chí của Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ, thì từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng đã họp kỳ họp lần thứ 13. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì cuộc họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Bộ Công nghệ và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Thanh tra kết luận, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo của Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký kết hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý và kiểm tra, giám sát, thanh kết toán, phí thực hiện đề tài khoa học, nghiên cứu, chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y, trong truyền thông xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cá nhân khác. Vụ việc này đã gây bức xúc dư luận rất lâu rồi và hiện nay người dân cả nước đang đợi chờ một án kỷ luật cấp cao nhất. Ban Cán sự Đảng, Đảng bộ lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo của Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc giám sát và cấp phép đăng ký lưu hành, hiệp thương và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, làm mất mát tài sản của Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đợt kỷ luật này rất nhiều nhân vật được đưa lên thớt. Tuy nhiên, người dân chỉ quan tâm đến hai nhân vật quyền lực cao nhất trong đó. Đó là ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Ngoài hai nhân vật có quyền lực trên thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Đại tá Nguyễn Tùng Linh, đảng viên Học viện, Bí thư chi bộ, trưởng phòng khoa học, quân sự, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Phó Bí thư chi bộ, trưởng phòng tài chính, Thiếu tá Lê Trường Minh, chi ủy viên, trưởng ban hóa dược, phòng trang bị vật tư, Học viện, quân y. Khiển trách những người bao gồm Đại tá Phạm Nhật Quang, Bí thư chi bộ, tổng hợp kế hoạch, thanh tra, chánh thanh tra Học viện, Đại tá Chu Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, chánh văn phòng Học viện, Trung úy Nguyễn Văn Tâm và Trung úy Nguyễn Thành Trung, chi bộ Viện Nghiên cứu Y học Dược Quân sự, Học viện Quân y. Như vậy là một loạt quan chức từ cấp cao đến cấp thấp của Bộ Quốc phòng cũng dây với vụ việc này và đã được đưa ra ánh sáng. Khai trừ ra khỏi Đảng, Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược Quân sự, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư chi bộ, trưởng phòng trang bị vật tư Học viện Quân y. Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy, Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y học Quân sự, Học viện Quân y. Được biết vào ngày 10 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt bao gồm ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng và triệu tập 5 nhân vật đứng đầu của Đảng Cộng sản là một cuộc họp rất quan trọng. Đây dường như là một mệnh lệnh mà ban ngành không thể không thực hiện. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Liên quan đến sai phạm ở vụ Việt Á, tới đây cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam tiếp 28 bị can thuộc nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có 2 sĩ quan cấp đại tá, thượng tá Học viện Quân y, 2 vụ trưởng, cựu vụ trưởng của Bộ Y tế, cục phó của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra còn có giám đốc CDC các tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, Bắc Giang và Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Việt Á, cùng nhiều người có liên quan. Vụ án cứ mở rộng và đến nay Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đã bị nhắc tên. Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua đã tập trung điều tra sai phạm về sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Cũng vì những sai phạm như vậy, từ Bắc đến Nam mà quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một giàu lên, tài sản trăm tỷ, nghìn tỷ không phải là thiếu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ, của Bộ Y tế đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, những hình thức xử luật này có đem lại kết quả gì hay không khi tham nhũng tại Việt Nam vẫn tràn lan. Những nhận xét của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có dùng nhiều ngôn từ giống như đã dùng với người tiền nhiệm của ông Chu Ngọc Anh, tức là ông Nguyễn Đức Chung. Vụ tiêu cực Công ty Việt Á là vụ liên kết làm ăn giữa giới có quyền và giới có tiền. Điều đáng nói là họ bất chấp sinh mạng của người dân cả nước, sự khó khăn của người dân mà hợp tác với nhau, cưỡng bức người dân phải xét nghiệm để bỏ túi khoản lợi nhuận khổng lồ. Việc này đã làm cho hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam vốn đã tệ hại càng trở nên tệ hại và nát hơn. Ông Nguyễn Phú Trọng, nếu không trừng trị những người này một cách thỏa đáng thì người dân sẽ không còn tin vào những mục tiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện, cũng như từ trước đến nay họ luôn giao giảng. Người dân đang chờ những người đã làm nên nỗi mất mát của người dân sẽ phải trả giá như thế nào.